to a good location. Rồi nó lại từ this is. Okay. Mua đồ tạp hóa. Buy grocery. Buy groceries, đúng rồi. Buy groceries. Nó nằm ở góc đường. It's on the corner. Ồ, cái đường đúng không ha? It's on the corner. Nó gần tàu điện ngầm. It's near the subway. It's near. Okay. Nó không xa chút nào. Not far at all. It's not far at all. It's not far at all. Nó lại. Okay. Bạn có mọi thứ bạn cần cho căn hộ của mình chưa? Do you have everything you need for your apartment? Do you need everything you have for your apartment? Nhầm. Do you have everything you need ha? Có những thứ bạn cần. Lần cuối. Do you have everything you need? À, nói nhầm thành do you need everything you have à? Ok. Rồi. Lấy hoặc là mua một chiếc giường. Buy a bed. Mình sẽ có từ buy hoặc là từ get ha. Get the bed. À được. Tùy cái phân cảnh nha. Thì get là cũng là mua trong trường hợp này á. Nào, như là văn nói của mình đi, như tiếng Việt á có slam đi. Ok, get the bed. Mua vài chiếc ghế hoặc một tủ sách. Get some chair or a bookcase. Some là some chairs. Đến được ha. So some chairs có s đằng sau ha. Get some chairs and a bookcase. Nói lại luôn. Some chairs and a bookcase. 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 Get some chairs and a bookcase. That says, tôi có một cái tôi đang không sử dụng. I have one I'm not using. That says, ghé thăm siêu thị. Check out the superstore. Đồ của họ. They stop. Okay. Nó có gần đây không? Is it near? Is it near? Not a turn. It's long. Ngay sau. After. Ngay ha. Just after. Nó đối diện với It's across. Nó là luôn. It's across from. It's across from. Tức là sao?
is chữ is sao và across đúng không? It's across. It's across from. Ha. It's across from. Chỗ đậu xe. Parking lot. Parking lot, right? Or parking space, right? Both là correct, cái nào cũng được ha. Parking space first. Parking bay. Parking bay. Parking bay. Parking space. Parking space. Bãi đậu xe ở ngay góc đường. Parking lots is on the corner. Parking lots on the corner. Ở ngay góc đường, is on the corner, hoặc là around the corner ha. Is around the corner. Actually around the corner là gần đây nữa ha. Around the corner thật sự là gần đây đúng nha. Cho nên bị dịch sang. Around the corner. On the corner mới ngay góc đường. Đây. Rồi, nói lại ha. The parking lot is around the corner. The parking lot, is around the corner. The parking lot, is around the corner. Đi ngang qua. Đi ngang. Stop by. Stop by. Đi ngang qua ha. Stop là dừng lại rồi. Ok, đi ngang qua. Go past. Go past. Không có dừng á. Go past là gì đi vậy nè. Okay. Go past. Go past. Go past. Chỗ này. Rẽ phải. Turn right. Turn right or take a right ha, đều được ha, hai cái, hai phần. Turn hoặc là take a right, ok. Take a right. Take a right. Đến. Đến. Come. Đi đến. Come. Come to. Come to. Come to. Come to. Come to. Đúng rồi, around the corner ha. Cái từ điển này dịch sai ha. Around the corner. Around the corner tức là trong vòng vòng đây. Around the corner. Còn on the corner mới là ở ngay góc nha. Okay. Tôi sẽ ghé qua. I will stop by. I'll stop by. I'll will and I'll. I will. I'll. I will stop. Stop by. I will stop by. I will stop by. Đúng rồi. Tôi chỉ cần một chiếc đèn hoạt động được. I just need a lamp that works. That works. That works. Ha. That works. Tức là một cái lamp thôi nên nó works. Phải chi ha? I just need a lamp that works again. I just need a lamp that works. I just need a lamp that works. I just need a lamp that works. Works. Okay. Works. Continue. Chắc chắn, tất nhiên. Actually là thật ra. Definitely. 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 Mua nó cho bạn. Pick it up for you. Pick it up for you. Pick it up for you. Đúng rồi, pick it, hoặc là pick it ha, pick it up, pick it up, nghe không? Pick it up. Pick it up for you. Pick it up, pick it up for you. Pick it up for you. Nói lại từ trên xuống ha, nhanh ha, căn hộ của bạn. Your apartment. Thật sự tiện lợi và yên tĩnh.
convenient and quiet. Đây là một vị trí tốt. Good a good location. This is. Okay. Mua đồ this is good. Buy grocery. Buy groceries. Nó nằm ở góc đường. It's on the corner. Nó ở gần tàu điện ngầm. Near the subway. It's near. It's sẵn nhớ. It's sẵn. Go to bay đó. Ừ, tại vì near là tính từ đó. Gần công viên. Near a park. The park. Nó không gần. Đấy, nó không xa chút nào. Not far at all. Đi bộ đến đó. Walk there. Bạn có mọi thứ bạn cần cho căn hộ của mình chưa? Do you have everything you need for your apartment? Lấy một chiếc giường, lấy hoặc mua ha. Get a bed. Get a bed. Mua vài chiếc ghế và một tủ sách. Buy some chair and bookcase. Nếu nó có gần như không? Is it near? Đúng rồi, is it. Ghé thăm siêu thị. Check out the superstore. Đồ của họ. They stop. Tôi có một cái tôi đang không sử dụng. I have one I'm not using. Nó ở trên. It's on. Ngay sau. After. Chỗ đậu xe. Parking lot. Parking bay. Nó đối diện với. It's across from. Bãi đậu xe ở gần đây. It's around the corner lot, parking lot. The parking lot is around the corner. The parking lot is around the corner. Đi ngang qua. Go past. Past. Tôi sẽ ghé qua. I will stop by. Ow. Come to. Rẽ phải. Turn right. Tôi chỉ cần một chiếc đèn hoạt động được. I just need a lamp. That works. That works. Chắc chắn, tất nhiên. Definitely. Mua nó cho bạn. Pick it up for you. Excellent. Nguyên câu nha.
Bạn thấy căn hộ của bạn thế nào? How do you like your apartment? Đúng. Anh ấy thấy căn hộ của anh ấy như thế nào? How does he like him apartment? How does he like his apartment? Okay. Continue. Nó hơi nhỏ một chút nhưng nó thực sự tiện lợi và yên tĩnh. It's a little small, but it's really convenient and quiet. Okay, it's a little more, đúng rồi, but it's really convenient and quiet. Yeah, excellent for job. Nó có thực sự tiện lợi và yên tĩnh không? Câu hỏi nha. Is it really convenient and quiet? Is it really? Huh? Is it really? Đúng is rồi. Đây là một vị trí tốt, chồng tôi và tôi thích sống ở đây. This is a good location. I and my husband really like it. Really like it or really like living here, huh? Really like living here. Đây có phải là một vị trí tốt? Chồng bạn và bạn có thích sống ở đây không? It's good location. Do you like living here? You like living here, đúng rồi. Is this a good location? Huh? Mm-hmm. Phương tiện bạn mua đồ tạp hóa ở đâu? Where do you buy grocery? Nhân tiện. Từ nhân tiện đâu? Nhân tiện. By the way, hen. Ừ. Trời, nhân tiện anh ấy mua đồ tạp hóa ở đâu? By the way, where do he buy grocery? By his grocery, right? Chúng tôi thường đến quán Lâm Sơn, nó nằm ở góc đường Pine and First Avenue. We usually go to Lâm Sơn. Mm. Nó nằm ở góc đường. It's on the corner of five street and avenue. Đúng rồi, it's on the corner of Pai ha, and Pai Street and First Avenue. Anh ấy thường đến quán Larson. He usually go to Larson. Đúng rồi, nó gần tàu điện ngầm, phải không? Is it near the subway? The subway? Nó có gần công viên không? Is it near the park? Is it near a park? Đúng rồi, is near the park, hoặc là mình sẽ có từ là is it by. By and near trong cái context này là đồng nghĩa ha, đều gần. Stand by me á. Ok, đứng gần tôi, đứng cạnh tôi ha. Cảm ơn. Sorry, cái gì vậy? Chứ chờ vừa làm gì vậy? Nhầm. Ok, copy muốn hết cái bài tập. Ok, is it near the park? Is it near? Or is it by the park? Nó có gần bưu điện không? Is it near port? Cái gì ta? Yeah. Is it near or is it by the post office? Not the post office. Port office. Mm. Nó có gần bảo tàng kỹ thuật không? Is it near museum? Rồi, bảo tàng ha, nghệ thuật là art. Okay. Is it near museum? Museum, nhớ không hai hả? Museum.
Nó không xa chút nào, chúng tôi đi bộ đến đó. It's not far at all. I work there. We work there. We work there. Nó có xa không? Is it far? Đúng rồi, is it near? Is it far? Nãy lần sau tôi sẽ đến đó. Vậy giờ bạn có mọi thứ bạn cần cho căn hộ mình chưa? Maybe I go to the next time. Do you have everything you need for apartment, for your apartment? Do you have everything you need for your apartment, huh? Anh ấy có mọi thứ anh ấy cần cho căn hộ anh ấy chưa? Do he has everything he need for his apartment? Does he have everything he needs? He needs. Mượn trợ từ cho một câu thôi. Nên đây sẽ có hai câu tách ra đó. Does he have everything he needs? He needs his boy's apartment. Đó là hai câu đó. Ok. Does he needs everything he... Does he have everything he needs? Needs. Does he needs boy's apartment? Bạn đang tìm căn hộ mới hả? Do you find a new apartment? Đang ha, đang thì nó sẽ có một cái thời là in finding your apartment. Are you finding or are you looking for? Are you looking for apartment? New apartment. Hiện tôi đang ngủ trên ghế sofa. Now I'm sleeping on sofa. I'm sleeping on sofa at the moment. I'm sleeping on the sofa at the moment. Huh? Anh ấy hiện đang ngủ ở sofa. He's sleeping on sofa at the moment. Hiện ai đang ngủ trên ghế sofa vậy? Who's sleeping on the sofa? At the moment. At the moment. Mm-hmm. At the moment. Ai đang sống ở trong căn hộ đó? Who living on this apartment? Living là living in ha. Who's living in that apartment at the moment? Right. Bạn có biết nơi nào tôi có thể mua một chiếc giường không? Do you know where I can buy some bed? Do you know where I could get a bed or buy a bed? Bạn sẽ chọn cái nào? Một cái ví mới hay một cái cà vạt đã được khuyến mãi? What do you choose? One new chair or one cà vạt? Từ này không biết rồi. Okay, I see. It's alright. Which one will you choose? Chọn cái nào ha? Which one will you choose? Okay. A new wallet or a tie went on sale? Đây, bạn nói luôn nha. Cho thêm á. Là thấy bài học tốt. Học tốt mới dám cho thêm nha. Okay. Không được bị tẩu hỏa. Rồi. Which one will you choose? A new wallet or a tie went on sale? Đang được giảm giá. Đã được giảm giá ha. Went on sale. Went on sale. Chắc là nó đã được giảm giá ha. Tôi cũng muốn mua vài cái ghế và một tủ sách. I want get some chair or and bookcase. I want. Sorry, can you hear me clear? Because I see that you just... Mình có nghe rõ teacher nói không? Lúc được, vừa rồi nó hơi giật giật á, không nghe. I see. Sao vậy ta? Rồi, how about now? Giờ thì rõ. Okay, I see. Thì thôi.
cái máy cái chờ Babylon ấy. Đó, nó là dịch nữa đó, được câu không? Oh, I understand. Rồi, ok. Continue ha. Ok. Anh ấy muốn mua vài cái ghế và một tủ sách. He want to buy some chair or a bookcase. He wants to buy. Yeah, okay. Just in the case. Bạn có cần một cái bàn không? Tôi có một cái tôi đang không sử dụng. Do you have a desk? Do you need a desk? No, I have one I'm not using. A desk? A desk. Desk. À, desk đúng không? Thì nói từ nhanh là desk. Desk. À, desk. Right. Desk. À. Desk. Rồi nhanh thì nó sẽ mất đi cái sờ cờ đó mà desk. 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 Yeah. Đây là tất cả những gì con có. This is everything I have. Đúng không? Hoặc this is all. Nhanh hơn. This is all I have. Okay. This is all I have. This is all I have. Đó là tất cả những gì cô ấy có ư? This is all she has. This is on she have. Is that on? Is that on she have? Is that. That's đây on. Thì là this đúng không? Đó thì là that. So đó là tất cả ha. Is that on? Is that on she have? Okay, I see. Rồi, vài câu nữa ha. Vài câu nữa mình sẽ practice thử cái conversation. Tại vì cái conversation này nó sẽ có khoảng 4 người, đúng không? À, nhưng mà ở đây phải không? 2 người chứ. So dễ ha. Để có những bạn nó sẽ 4 người nó sẽ. Thì mình sẽ không có chia ra, nhưng mà mình sẽ gì đây? Nghe một cách thông minh là sao? Listen, language in context. Mình sẽ nghe cái từ mà teacher hỏi để mình xem thử. Mình sẽ trả lời thông minh ha. Tức là mình không cần phải trả lời đúng thật sự theo cái bài. Nhưng mà ví dụ như logical thinking, dù teacher hỏi is it near the park, thì mình phải biết cái cách trả lời là yes, is it, đúng không? Yes, it's near the park. No, it's not near the park. Kiểu vậy. Tức là tính là hiểu cái câu hỏi. Trả lời cách nào cũng được ha. Miễn sao dùng hết những cái câu của Maria ha. Chứ không phải là cần là hỏi là is it near the subway thì mình phải nói nó đúng ở trên đường đó hay là nó ở sau cái căn nhà đó hay là gì ha. Miễn sao là mình biết câu hỏi đó hỏi cái mục đích gì, trả lời như thế nào ha. Rồi. Vài câu nữa ha. Đồ của họ thực sự rẻ ư? It is they stop really cheap. Đúng rồi. Is that stuff really cheap? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Are you have anything cheaper? No. Or do you have a cheaper one? Do you have a cheaper one? Một cái rẻ hơn. Rất nhiều. Rồi. Mình nói là tôi sẽ lấy nó. I will pick it up. Rồi. Ở đây chỉ luôn hả? Pick it up. Làm lấy pick it up. Mua nó đúng không?
cho cái người đó. Pick it, I pick it up hoặc là I'll take it. Đều là mua hết à? I'll take it. 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 What's the name? Tôi không có nhiều tiền đến thế. I don't have too much money. Không có nhiều tiền đến thế. I don't have that much. I don't have that much money. I don't have that much money. Nhiều tiền đến thế tức là so với cái số tiền người ta nói á, mình không có đủ thì mình sẽ nói là I don't have that much money. Okay, thay vì mình nói I don't have enough thì nó sẽ tự nhiên là I don't have that much money. I don't have that much money. So we practice the conversation, huh? Yeah. Okay, real situation. Just pretend that we are friends, huh? And I ask you some questions like Tom and Mary have done. How do you feel about your apartment? Oh, it's weird. It really it a little small, but it really convenient and quiet. I see. Yeah, this is a good location, right? I usually go to the Larson's. It's on the corner of High Street. I'm sorry, I think that you want to buy some groceries, right? Do you have any questions for me? Yeah, I want to buy some grocery from a new apartment. Where do you buy them? I say I usually go to Larson's. It's on the corner of High Street and First Avenue. It near the subway. Subway, right? Yeah. I and my husband usually go to the market fair. Is this near the park? It's not far at all. We work there. So do you have everything you need for your apartment now? I'm sleeping on sofa. At the moment, do you know where I could get a bed? Also, I want to buy a chair or bookcase. I see a bookcase. Do you need a desk? Because I have one I'm not using. No, I have a desk, but thank you. All right. Why don't you check out the superstore? Because they have everything you need and the stuff really cheap. The superstore? I think I saw an ad for them on the TV. Is it near? It's on Mason Street. You can walk there. Is it near? Do they have a parking? A parking lot is around the corner. Go past the store, take a right, and come to the parking lot. Yes, I will stop by. Wanna come with me? I can't go today because I have to work. Do you have everything you need? No, because I need a lamp. I need a lamp. I will pick up for you. Oh. Are you sure? No. Đúng rồi. Are you sure? Why not? What kind of lamp do you need?
I just need a lamp that works. Oh, I think I knew just what the lamp the lamp for brighten your home. I see. Rồi, that's it ha. That's it. Excellent. Good job. Bây giờ sẽ take turn ha. Take turn. Mình là cái bạn kia thử ha. Mình sẽ hỏi teacher bất kỳ câu nào. Ok. Tại vì bạn Tom là bạn hỏi đúng không? So, how do you and your husband like your apartment? It's very convenient. Yeah, and I love it. I love it. Do you know where I can buy grocery? Grocery? Actually, I don't know. So, can you and your friend recommend me some places? I just arrived here 2 weeks ago. But I don't know. You can go lesson. Is it near the park? Is it near the park? Yeah. You can work there. Oh, thank you very much. Because me and my friends often go to Điện Máy Xanh, right? Okay. Do you have anything, right? Or do you have everything? I will go to lesson tonight. Do you want to come with me? Oh, I'm sorry because I'm working on a project and it's very important. But you can work there your own, right? Do you know the way to go there? Or I have to give you some directions? Yeah, it's on the corner of Five Street and Third Avenue. It had parking lot. Oh, I see. So it have a parking lot. Can you show me the way? It's the parking lot is around the corner. You can go past the store and turn right. Past the store and turn right, and then come to the. It's and come to the parking lot. I see. Do you want anything to buy? I'll pick it up for you. I want a lamp. Because my bedroom is too dark. Yeah, it's too dark. I see. I think I will find something that can brighten your room. Yeah, thank you. Yeah, that's it, huh? Excellent, good job. Very good. So, try now. Answer some questions about the lesson first, huh? Trả lời về cái bài này trước, huh? And then mình sẽ nói về bản thân, huh? So, first of all, where do Tom and Maria usually buy their groceries? Lesson. Mình sẽ trả lời bài. They usually buy grocery on lesson. At lesson. Hiểu. Đúng rồi. Where's lesson located? It's on the corner of 5th Street and 4th Avenue. Excellent. Good job. Where is the superstore located? It's around the corner of 5th Street. No, superstore is on Mason Street. Just after movie theater, and it's across Pay supermarket.
And it's across from Pay Supermarket. Why does Tom need a new lamp? Because he bedroom too dark. What does Mary, đúng rồi, chính xác em. What does Mary offer to do for him? She will pick she will buy it she will buy a new lamp for Tom. She will pick it up. She will pick it up. A new lamp for Tom. No, pick it rồi không lamp nữa. And pick not lamp là it. She will pick it up. No, a new lamp đúng không? Đúng rồi. It ở đây phải là new lamp ha. She will pick up a new lamp for him. Ha, pick up a new lamp. Khi nào it thì mà ở giữa ha. Còn không là pick up a new lamp for him. Or she will buy a new lamp for him. She will buy a new lamp for him. What do Maria and Tom like about their apartment? They like convenient and quiet. It's the good location. Excellent. Yeah. Huh? That is a good location and they really like their apartment. Rồi bây giờ về bản thân này. First of all, what's your home like? My home like is small. And so hot in summer. And inconvenient, right? Của người ta là convenient, yeah. Mình thêm từ in vào. Ok. Hoặc là mình sẽ nói như gì? This is a good location. Thì mình sẽ nói là this is not a good location. Được không? Để có thêm cái nói. Hoặc là mình thấy nó tốt, vẫn tốt thì mình giữ lại. This is a good location. How many rooms are there at your place? One room. Just one room. It's small. Yeah, if one room thì mình sẽ nói là it's a studio apartment. Studio là căn hộ không có phòng, là căn hộ độc thân ha. Studio apartment. Khúc này không nghe cô giáo nói gì luôn. Đâu có nói. Just a second, chưa. Is there a yard? Is there a yard at your place? Can you repeat it? Maybe từ này từ mới luôn. Is there a yard? Yeah. I don't know it. A backyard, like a garden. Like a garden, a small yard. Yeah. Cái sân vườn, cái sân. Oh no, it not have. No, there isn't. Is that yard? No, there isn't. Isn't. Where can I buy a TV? Where can I buy the? A TV. The TV. You can go supermarket. Chính xác ha. Chính xác. Giống bài này thôi. You can go to the supermarket. Where's a good place to buy a refrigerator? I don't know. A good place to buy a refrigerator? Refrigerator? I don't know. Cô giáo nói từ gì đây? Từ mới ha, refrigerator, fridge là cái tủ lạnh ha. Okay. Refrigerator. Refrigerator or the fridge. Where? Where's a good place? Supermarket. You can buy in the supermarket. You can buy in the supermarket. Where's the nearest drugstore? Nearest drugstore? Chắc là cửa hàng điện tử hả? Drugstore. Pharmacy. Okay. Tiệm thuốc. Drugstore. Drugstore.
Dexter. Fight My City. Rồi, để câu trả lời tí chị ha. Is there a park around here? Is there a park around here? Mm. Yes. Is it far from your house? No, it's not so far. It's not far at all. It's not far at all. You can walk there, or it's just all. You can thêm dài thêm nữa thì it's on the corner of, hoặc là it's across gì đấy, chỉ người ta luôn. Ha, it's across, or it's on cái street nào đó. Ha, or it's just after cái chỗ nào đó. Hey. Can you give me the direction to your house from the post office, from the nearest, from your house to your house, right? From the, để kiếm cái đờ nè. From the nearest drugstore. Drugstore? Can you repeat on the question? Can you give me directions to your house from the nearest drugstore? Nearest drugstore. Tiệm thuốc. No, or from the nearest bus stop. Cho dễ đi ha. From the nearest bus stop. Giả bộ chỉ đường ấy, chỉ đường từ chỗ gần nhất của xe buýt tới nhà mình thì turn left, turn right, go ahead, go past. You can go ahead right there, and after the movie theater, you can turn right and go the end of street. It had one bus stop. That's a bus stop. Rồi, from my house to the bus stop, hoặc là it takes gì đó, mình có thể nói đầu tiên là gì? It takes 15 minutes. 15 phút. It takes 15 minutes from my house to the nearest bus stop chứ. From my house to the nearest, it takes me. Là cái thời gian. Anh em mình nói là gì? From the bus stop ha, go gì đấy, go ahead or right, go straight or my house is on cái đường này. And then take a left, take a right gì đó. Okay. À. Rồi trả lời lại từ trên xuống nha. Oh no, đợi xíu. Nó bị dính cái phần trên. Rồi, talk about yourself. Cái này ha, nói về cái nhà của mình ha. Rồi, nó dài luôn á. My studio apartment is not convenient, and it's so hot for on summer. It near the street because in this street because it near the street so it's very noisy on the morning. Is there a job where I can buy used TV? You can buy a TV on supermarket. Good place to buy refrigeration. You can buy it on the supermarket where the nature truck this pharmacy on street after my house. Is it the park around here? Is there
What is that, a part of Royal? Yeah, it here. It nearly here. If Father Mill, it's not far at all. I can walk there. Can you get the roof? You can go straight and turn left. You can go straight and up, turn left after movie theater, and go the end of the way. The end of the way. It will take 20 minutes to go the bus stop. End of the road, huh? The end of the road, huh? The end of the road. End of the road. On the morning, in the morning now. In the morning. Rồi cái mẫu câu đấy nói là bạn có thể đi đây đi đó để mua. Bạn có thể nói là you can buy hoặc là I would. Tôi sẽ mua ở đâu đó. I would pick up. Mình đổi cũng được ha. Mình không dùng buy thì mình pick up hoặc là get ha. And a good place to buy it is cũng được ha. And a good place to get it is. Hoặc là I usually go to ha. Rồi, that's all. Đấy là những cái mẫu câu trả lời để tránh bị trùng ha. Bây giờ mình sẽ đưa vào cái phần này hơi khó xíu, mình thử lần thứ nhất ha. Kể lại cái toàn bộ cái câu chuyện này. Chấm 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 đó là để mình đưa từ vọng vô ha. Nhớ từ nào đưa từ đó. Em thấy nó liên quan. Móc đỏ là cái trôi sao sao? Nói từ, nói âm lại. Cách kể ha. Sẽ có hai cách. Nhìn đây ha. Tiếp. Giữ nguyên ha. I and you. Gián tiếp khi mà mở cái ngoặc kép ra để mà mention he hoặc she dùng ngôn thứ ba. Thì khi mà mình mới kể mình thấy khó thì mình có thể là giữ sau này. Những bàn sau thì có thể mình cho cái này. Tại vì indirect speak nó sẽ dành cho intermediate mình ở đây. Đấy. Ha, tại vì thường mình sẽ không có biết chuyện hay là nói về một cái chuyện gì vậy. Bên phía cô giáo nghe lúc được lúc mất á. Cho nên là cái khúc mà từ đoạn mà nói direct speak là không nghe được nữa. Ok. Rồi, direct speak nghe chưa? Can you hear? Rồi. Ok. Direct speak nó sẽ là chủ ngữ này. Là I, you. Giữ nguyên. Còn khi mà mình muốn indirect thì mình sẽ dùng he hoặc she. Thì phải lùi thì. Thấy là lùi thì không? Đây là cái hồi cấp 2 học á. Cấp 2, cấp 3. Thì indirect nó sẽ khó hơn. Để kể ha. Rồi mình sẽ kể thử kể một lần. Tôi chờ sẽ chỉ. Là sao nó bắt hỏi người chị. Từ để kể đúng không? Ví dụ như người hỏi. Ông Tom ông hỏi. Thì mình sẽ dùng cái nhóm từ để hỏi ở trên. Còn người trả lời là ở đây là Maria. Thì mình sẽ dùng nhóm ở dưới. Mỗi ngày mình sẽ dùng một nhóm. Dù ngày đầu mình sẽ dùng answer and ask, ngày hôm sau dùng cặp khác, hoặc là ai tốt thì sẽ dùng hết ha, trong một bài kể. Từ câu đầu tiên là he asked Maria for her apartment. And she said that she said that convenient and quiet. Tiếp tục. Tom asked. Tom said ha. Không có yêu trong mặt. Tom said. Ủa nhưng mà mình chỉ đọc cái vế của Tom thôi đúng không cô giáo? Tom xong rồi đến Mary nè. Từ trái sang phải. Tom hỏi Mary trả lời. Tom hỏi Mary trả lời. Right? Ok hiểu.
Tom at Tom say it's a good location. He and Eric like living here. Maria said Maria asked here where she can buy grocery. Tom answered he usually buy on Lawson. This is on the corner of 5th Street and 4th Avenue. Maria at Tom for a location of Lawson. Tom say it near. Maria say she and husband usually go to market fair. Tom asked her eat it by the park. Maria replied it not far at all. They work there. Tom asked Maria have everything her need for a new apartment, and she said she want get a bed and some chair for the new apartment. Tom respond Maria go to a superstore. It has all she need for new apartment. It's cheap because they stop cheap and very very well, because they stop very cheap. Maria asked Tom, it is near. Tom says it's on the corner at the movie theater. It's across from Pay supermarket. Maria asked Tom for a parking lot. And Tom said about parking lot superstore for her. Maria said that said she will go rồi, back. Cái hình tiếp theo mới gọi. Tom said it's around the corner, on 5 in Martin Street. Go past the store, take a right, and you come to a parking lot. Maria said, wait, and she will stop by. Today, she asked Tom need something for him apartment. Tom said he need
a lamb that work because his bedroom is too dark. Maria promise she will pick up a lamb for Tom. And then Maria bought some lamb bought one lamb right in your right in for Tom. I see. Bốt ha, đúng rồi. Tức là mình cũng hiểu hiểu được cái chỗ nào she and he là phải chia đúng không? Để kể, là phải cho nó gián tiếp và phải hạ thì ha. Sau một vài chỗ ví dụ Tom said he need, là Tom said he needed ha. Nếu như mà mình lần sau mình hạ thì á, để mình hiểu. He she promised, cái này là mình đang kể về cái chuyện nó diễn ra rồi ha. So she promised, she will and she would luôn ha. And he asked. He asked if she had everything. Trong câu hỏi yes no question mình sẽ mượn if ha. Và cái câu trở thành giống như nó câu nói xui. She had everything she needed. They stuff ha. They ha. Chỗ này chắc mình bị nhầm đúng không? They stuff ha. They stuff. Rồi, that's all for today ha. Okay, see you next time. Very good. Excellent. Good job. Keep up the good work ha. Yeah. Thank you. Thank you. See you soon.